Tôi có chuyện muốn nói với ông. Có gì muốn nói? Tôi chờ để được nghe lời cảm ơn từ ông. Sao tôi lại phải cảm ơn? Ông cả vú lấp miệng em, đè lời thằng Lợi chứ không bịp được con mắt của tôi. Từ vị trí của tôi, mù thì ông thấy là ông không có ý định muốn bắn. Nhưng mà lúc nãy thằng Lợi hỏi ông thì ông lại trả lời khác à? Ừ. Tôi có cảm giác là ông đang bao che cho tôi. Ừ. Mà giữa chúng ta không có quan hệ họ hàng gì cả. Bạn trai thì lại càng không nhỉ. Ơi, cái này miễn nhá. Không. Thế thì với tất cả những cái lý do đó mà vẫn không đúng thì tôi không hiểu. Tại sao ông lại chiếu cố cho tôi? Vì tôi muốn xem kịch hay. Một người như ông không bao giờ bỏ lỡ cơ hội như chiều nay. Giết người là tử hình đấy. Nếu không làm thì chúng nó sẽ giết người nhà ông. Tôi có cách của tôi. Tôi hiểu. Ông chỉ ra tay khi vắng nhân chứng và có đường rút lui an toàn. Muốn làm được, tôi cần ông giúp một tay. Tôi á? Tôi rất sẵn lòng. Lần sau ông hãy chia sẻ kế hoạch của mình. Và giờ ông đã có được sự thiện chí của tôi rồi đấy. Cái vụ múa lân chiêu này là như nào đấy anh? Anh lại âm mưu cái gì đúng không? Theo mày thì là âm mưu gì? Thì không biết thì mới hỏi. Dàn cảnh nó múa lân múa liếc các kiểu. Mà anh biết thừa là em ngạt khói rồi, xong lại còn ném cái quả bom khói ra làm cái gì? Để câu người của lão quân. Thế là anh mang em ra nhử đòn à? Còn ai hợp hơn nữa? Lão cay anh với mày nên mới cử sát thủ đến. Thì mà không nói luôn thì em gặp cái thằng sát thủ em băm trong trận nát người nó ra gì. Mà bây giờ anh định như nào đây? Cứ loay hoay ở đây mãi à? Đang có một cách rất hay. Nói luôn. Thằng Tân nhắn anh với mày đến gặp bố nó. Anh muốn mày đến gặp ông ấy đặt thẳng vấn đề, nhờ giúp mình chiến với quân giả. Thế thôi gì? Thằng Hồng, nó muốn vào nhà Hưng Khẹt bằng mọi cách. Có thể nhỉ? Thằng Nghĩa cũng nghĩ như vậy. Tao tưởng thằng Nghĩa nó bị thằng Hồng thao túng rồi. Trước em cũng tưởng như vậy, không nghĩ thằng này cứng thế. Không nghĩ mà mày dám đề cử nó cho tao à? Dạ, thực ra thằng này nó rất bản lĩnh, nhưng mà đang ở xa, thế nên không biết thế nào. Mà anh cũng thấy đấy, thằng Hồng rất khó lường.
Không cần biết thế nào. Đúng ngày đúng giờ, thằng Hưng Khẹc phải chết. Còn nếu không, bảo thằng Hồng xác định đi. Anh nghĩ sao nếu tôi bán mình cho anh? Biết đâu một lúc nào đấy anh lại thấy tôi là một người đáng để hợp tác thì sao? Đến lúc đó là hạng hay. Không cần gái cũng chẳng thèm tiền. Nhưng tôi biết thứ anh cần đấy. Nhóm tội phạm ma túy Tam Giác Vàng, chú ý tía bản mây. Có một chuyến hàng lớn được đưa đi chót lọt. Cậu thấy Hồng là người thế nào? Người này sẽ giữ một vai trò gì đó. Chính là Lê Toàn. Ông ta là tay cụm cán số 1 ở bản Nộp. Thấy hai anh em một ông sống nghĩa khí, tình cảm. Nói là làm, không lắt lèo. Cứ như có một âm mưu. Liệu có thế lực nào ép công ty của anh làm theo ý họ? Quân già sắp quay trở lại bản mây. Để lấy bằng được bản mây thì là địa bàn tốt nhất mà chúng ta có thể phát triển được. Chuyện xảy ra cũng 20 năm rồi. Không được một con tàu. Vì tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, tôi buộc phải thay đổi kế hoạch. Thi tốt để cho tướng qua sông. Tôi sẽ cùng các đồng chí trực chiến 24/24. Tuyệt đối không để cho đối tượng nào chạy thoát.